Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang. Đạo Phật ngày nay dâng hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân giang. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni Sư Như Thiện, chủ trì và cũng là trưởng ban trường hạ ni giới tại tỉnh Kiên Giang. Kính thưa tất cả quý sư cô và toàn thể quý Phật tử, trong buổi chia sẻ hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị đề tài vì một đạo Phật đậm nét Việt Nam. Đề tài này không liên hệ gì đến bản chất giáo lý được Đức Phật giảng dạy trong các kinh theo truyền thống Nam Tông hay là Đại Thừa, mà là một chia sẻ quan điểm nhằm mà góp phần định hướng và hình thành một đạo Phật trên nền tảng của văn hóa Việt Nam, phục vụ cho con người Việt Nam trên nguyên tắc tiếp biến văn hóa. Trong giai đoạn hoằng pháp, có một lần khi được hỏi, lúc đạo Phật có mặt ở những bối cảnh văn hóa và xã hội khác nhau thì nên giữ truyền thống 100% những gì Đức Phật đã dạy, bao gồm chánh pháp và đạo đức, hay có thể tùy nghi gia giảm tùy theo các tình huống cụ thể? Câu trả lời của Đức Phật là: có những điều gì Như Lai đã giảng dạy tại địa điểm này trong bối cảnh này, nhưng mà khi qua một bối cảnh văn hóa khác nó không cần thiết nữa thì có thể giảm đi. Và có những điều phát sinh trong đời sống thực tiễn về đạo đức và giới luật cũng nên linh động dựa vào các nguyên lý đã có để bổ sung và thêm vào. Lời dạy này trong bối cảnh của luật học hiện đại tại các quốc gia, chúng ta thấy là tính bổ sung trên nền tảng của hiệu chỉnh tùy theo các bối cảnh lịch sử và những vấn đề phát sinh là một nhu cầu không thể thiếu của luật. Trong quá trình phát triển của đạo Phật Đại Thừa, sự hội nhập văn hóa lấy văn hóa gốc bản địa làm nền tảng đã làm cho các tổ sư Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Tây Tạng, đã mang lại một nguồn tâm linh mới thổi vào trong nền tảng văn hóa có sẵn và làm cho người bản địa dễ dàng chấp nhận đạo Phật như một thực trạng tâm linh mới. Cũng cùng mà phát triển qua chiều dài 2600 năm lịch sử, các nước theo Phật giáo Nam Tông thường bị gán ghép là đạo Phật tiểu thừa một cách ngộ nhận, đã giữ càng sát với gốc những gì Đức Phật dạy càng tốt, và đã phù hợp với bối cảnh văn hóa của các quốc gia đó. Phần lớn chịu được trực tiếp từ nền văn hóa của Ấn Độ cổ xưa, bao gồm Tích Lan, Miến Điện, và từ đó truyền sang Thái Lan, Lào, Campuchia. Hai trường phái Phật giáo đó được gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, trước đây gọi là Phật giáo Nam Thông hay là Phật giáo Tiểu Thừa, và Phật giáo Đại Thừa, trước đây thường gọi và bây giờ còn có thể được chấp nhận là Phật giáo Phát Triển. Dựa vào các nguyên lý phát triển của đạo Phật Đại Thừa, việc sử dụng các dữ liệu bản địa để làm cho Phật giáo ở Việt Nam được chấp nhận rộng hơn,
phát triển mạnh hơn để có cơ hội phụng sự cho người dân Việt Nam ở mức độ rộng và sâu hơn. Các suy nghĩ sau đây sẽ được chia sẻ từ góc độ kinh nghiệm và quan điểm cá nhân. Vấn đề 1. Mô hình pháp môn cho Đạo Phật Việt Nam. Tồn tại bên cạnh của nước Trung Hoa to lớn có mộng bành trướng, Đạo Phật Việt Nam đã chịu chung số phận của nền văn hóa Việt Nam, chịu ảnh hưởng trực tiếp từ Đạo Phật Trung Quốc. 2000 năm lịch sử trôi qua, Phật giáo Việt Nam đã tiếp thu gần như là 80-90% nền Phật học và các pháp môn được truyền bá tại Trung Quốc dưới hình thức chọn lọc các tinh hoa. Trung Quốc có 10 trường phái đạo Phật chính, phổ thông nhất vẫn là Tịnh Độ Tông, Thiền Tông, Mật Tông. Bên cạnh đó còn có Hoa Nghiêm Tông, Pháp Hoa Tông, Luật Tông, Tam Luận Tông, vân vân. Đạo Phật Việt Nam đã tiếp thu 3 tông phái chính, Tịnh Độ Tông chiếm đại đa số, Thiền Tông dành cho giới trí thức và giới trẻ, và Mật Tông được chọn lọc trong một thiểu số các cộng đồng Phật giáo thích các giá trị huyền bí và màu nhiệm. Trong hệ thống dân học của Phật giáo, kinh điển Pali còn được gọi là kinh A Hàm có một bản tương đương với những dị biệt nhất định là kinh A Hàm. Ngoài ra còn có thêm các kinh điển đại thừa bằng tiếng Sanskrit được dịch ra tiếng Hán cổ và tiếng Tây Tạng, đều có thể trở thành các nguồn dữ liệu văn bản học rất quan trọng, mà theo đó đạo Phật ở các quốc gia có thể tham khảo và sử dụng cho mình các bản kinh phù hợp và cần thiết. Tịnh Độ Tông của Trung Quốc thì thường sử dụng 3 kinh Tịnh Độ: kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, gần đây còn có thêm kinh Niệm Phật Ba La Mật. Theo chúng tôi, để phát triển một đạo Phật Tịnh Độ Tông gần với bản chất nhập thế và phụng sự chúng sinh của đạo Phật gốc, việc chọn lựa kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật là hội đủ các tông chỉ cần thiết. Tịnh Độ Tông của Trung Quốc thì đi theo khuynh hướng giảng sanh Tây phương làm nền tảng, và do vậy khích lệ các hành giả yểm ta bà hân tịnh độ, tức là chán bỏ cõi ta bà, và đồng lúc ấy phát triển cái niềm đam mê hướng tâm về tịnh độ để niệm Phật nhất tâm và mong mỏi sau khi tắt hơi thở có được cơ hội giảng sanh Tây phương ngay lập tức. Và trường phái Tịnh Độ Tông tại đây cũng nhấn mạnh đến Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, lấy 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà làm nền tảng. Theo chúng tôi, việc tu theo Tịnh Độ đừng nên quan trọng 48 lời nguyện của Phật A Di Đà khi còn là tỳ kheo pháp tạng, lúc đó là một người phàm. Cũng giống như tất cả chúng ta đang tu, dù là tăng ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, ta được quyền phát hàng trăm nguyện, hàng ngàn nguyện, hàng vạn nguyện, nhưng mà khi thành đạo và độ sinh, chúng ta sẽ không đơn giản làm Phật sự trên nguyện, mà làm Phật sự trên nhân duyên. Và để thoát khỏi cái ảnh hưởng của Tịnh Độ Tông của Trung Quốc thì chúng ta nên nhớ Đức Phật đã tuyên bố 3 điều Ngài không làm được sau khi hung tinh
vua Tỳ Lô Ly vì hận thù với các thái tử dòng họ Thích Ca, khinh thường ông, đã bình địa nước Thích Ca. Điều một, không thể độ tất cả các chúng sinh, nghĩa là ngài có thể độ ở một mức độ nhất định thôi, tuyệt đối quá về số lượng được độ là không khả thi. Thứ hai, không thể độ những người không có duyên, bao gồm những thành phần chấp nhận triết học tôn giáo và hệ thống chính trị khác cao hơn đạo Phật, mà trên thực tế là thấp hơn nhiều. Cái rào cản về tri thức và ngộ nhận đó đã làm cho họ không thể tiếp cận được đạo Phật, hoặc do thành kiến, tự ái, mặc cảm, tự ti, ganh tị, và không có cơ hội để gặp được đạo Phật. Điều không thể được Đức Phật độ, dầu Đức Phật có lòng từ bi, có phát nguyện. Thứ ba, không thể độ bất cứ ai khi mà các nhân xấu của người đó đã đến lúc chín mùi, ví dụ các chứng bệnh ung thư giai đoạn cuối mà người đó buộc phải ra đi trong vòng một hai ngày, một vài tiếng, một vài phút. Niệm Phật, trì chú, thiền quán chỉ có thể giúp cho người đó đạt được sự bình an của tâm để ra đi nhẹ nhàng, chứ không cứu vãn được từ cái chết thành cõi sống. Những trường hợp chết đi sống lại đó không phải là mầu nhiệm từ Đức Phật, mà là vì nghiệp tuổi thọ, nghiệp mạng sống người đó vẫn còn. Thay vì nó trổ quả trong kiếp sau thì nó trổ quả ngay hiện đời. Kinh A Di Đà hội đủ năm yếu tố mà tu tập theo chúng ta sẽ trở thành một người năng động và nhập thế. Thứ nhất, căn lành lớn, đó là chuyển hóa tham sân si đến tận gốc rễ, và tại điểm này đó ta đã chứng được tối thiểu là quả A La Hán thứ nhất, tức là sơ quả, tối đa có thể chứng được quả A La Hán. Thứ hai, tạo công đức lớn, tức là tu dạng thiện công đức, tinh tấn ba la mật trong các việc thiện, dấn thân phụng sự xã hội. Thứ ba, tạo nhân duyên tốt lớn, mở đạo tràng, mở khóa tu, tạo điều kiện để cho nhiều người cùng tu và khích lệ nhiều người cùng tu. Thứ tư, quán pháp âm, gió thổi, thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót líu loa, điều diễn thiết, tứ diệu đế, bát chánh đạo, bảy bồ đề phần và đều có khả năng giúp cho con người đạt được giác ngộ giải thoát. Tại điểm này đó thì Phật giáo Tịnh Độ Tông Trung Quốc đi hơi cực đoan, tức là khuyên hành giả chán ghét khổ ta bà, mà chán ghét đó là phản ứng của tâm sân. Đam mê về tịnh độ đó là phản ứng của tâm tham. Đang khi việc tu tập là làm sao là làm chủ được bản thân mình. Trong nghịch cảnh ta biến nó như một cái dữ liệu để xây dựng tịnh độ hiện tiền. Và Đức Phật đã đưa cái hình ảnh hoa sen sử dụng dữ liệu bùn nhơ nước động để làm cho nó trở nên thơm ngát với gương, nhụy, cánh, hạt mà các hoa khác không thể sánh bằng. Về phương diện kinh tế, y học, thẩm mỹ, văn hóa và biểu tượng tôn giáo. Và thứ năm, niệm Phật nhất tâm bất loạn, và đây chính là thiền. Và thiền khi hội tụ rồi đó, tuệ giác được phát sinh. Do đó tu pháp môn tịnh độ đúng tông chỉ Kinh A Di Đà, hành giả đó cũng là một thiền sinh, chứ không phải chờ thực tập thiền tứ niệm xứ hay là 16 phát niệm hơi thở hay là minh sát tuệ nhìn thẩm thấu vào bản chất thực tại như chúng đang là mới là thiền. Rất tiếc là trong quá trình truyền bá từ đạo tông, người Trung Quốc thì đặt nặng 48 nguyện của Phật A Di Đà và nhất tâm bất loạn hơn là đi đúng trình tự mà kinh A Di Đà đã đưa ra. Do vậy không khéo nhiều Phật tử đã rơi vào mê tín dị đoan và dừng lại ở cái điểm tín ngưỡng thông thường, đang khi kinh A Di Đà cao siêu hơn và triết lý của kinh niệm Phật ba la mật nó lại mầu nhiệm hơn, sâu sắc hơn toàn bộ các giáo nghĩa của đạo Phật đại thừa đều hội đủ. Rất tiếc phần lớn các pháp sư Tịnh Độ Tông không truyền bá nó, đang khi ta có thể tiếp cận kinh A Di Đà trực tiếp nhưng lại thông qua lăng kính của Trung Quốc. Và lăng kính Trung Quốc theo chúng tôi là có những giới hạn nhất định.
khai thác theo hướng tín ngưỡng nhiều hơn là hướng triết lý, hướng pháp môn hành trì. Về phương diện thiền tông thì Trung Quốc đã khai sáng ra thiền công án và thiền thoại đầu. Dầu có 5 trường phái từ một cội gốc như Lâm Tế, Tào Động, Văn Môn, Quy Ngưỡng, vân vân, thì cái bản chất của dòng thiền này đó là nhằm đạt được chánh niệm bằng ngôn ngữ, đó là thể đạt được chân tâm. Hành giả sử dụng công án như một cái cớ và thổi đầu như một điều kiện, theo đó phá được cái chấp của tâm nhị nguyên. Nhờ đó ý thức không còn bám vào các chấp trước khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, ý hình dung. Nhờ đó chân tâm thường trú, thể tánh tịnh minh, thực tướng vô tướng, bản lai diệu mục được hồi nhận và tái hồi quy. Và theo chúng tôi, phương pháp thiền đó phù hợp chủ yếu là giới tri thức, sử dụng ngôn ngữ để phá các chấp trước về ngôn ngữ, sử dụng công án để phá tất cả các chấp trước của ý thức và Aleya, xin lỗi, và mặt na, tức là cái thức chấp tôi, cái tôi sở hữu, cái tôi tham ái, cái tôi tự trọng, cái tôi tự cao, và bất kỳ các hình dáng nào của cái tôi. Cho nên nó không thể nào đáp ứng cho quảng đại đa số quần chúng. Đang khi đó, trong đạo Phật Đại Thừa thì có thiền chỉ và thiền quán. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm thì là có các tầng cấp thiền. Trong kinh Viên Giác, chiều sâu của thiền chỉ và quán được phân tích một cách đến đây đến chốt. Ngoài ra, ta cũng có phương pháp thiền tứ niệm xứ. Quán thân như một công cụ, quán thân như một tổ hợp, quán thân hội tụ các bất định để chúng ta giải phóng tâm tham ái, tâm chấp trước, tâm tôn thờ thân như thượng đế, và cái tâm chà đạp thân như là một cái nguồn tội lỗi. Quán cảm xúc gồm có cảm xúc hạnh phúc dẫn đến tham ái, cảm xúc khổ đau dẫn đến sân hận, cảm xúc trung tính dẫn đến si mê. Và hành giả vượt qua ba loại cảm xúc vừa nêu để làm chủ được toàn bộ dòng cảm xúc khi các giác quan tiếp xúc với thế trần cảnh. Quán tâm gồm có các cái phạm trù tâm thiện, tâm ác, tâm phiền não, tâm giải thoát, tâm tham, tâm buông xả, tâm sân, tâm từ bi, tâm si mê và tâm tuệ giác. Và theo đó ta loại trừ các tâm tiêu cực, các khuynh hướng tiêu cực, để phát triển các hạt giống tích cực của tâm, làm chủ được tâm. Quán pháp tức là theo dõi các ý niệm tồn tại trong tâm, hoặc là những năng lực ký ức về quá khứ, hoặc là những cái mộng tưởng về tương lai, để xoay chánh niệm vào trong hiện tại. Bây giờ tại đây ta làm chủ được các giác quan, làm chủ được các động tác đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, động, tịnh, thức và ngủ, bằng việc duy trì chánh niệm tỉnh thức ở trong mọi khoảnh khắc. Hành giả dù trong động hay tịnh, thuận hay nghịch, vẫn duy trì được sự thư thái, an lạc, nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi, để từng bước hướng đến giải thoát. Phương pháp và truyền thống của Đức Phật đã được nhân rộng từ tứ diệu đế, xin lỗi, từ tứ niệm xứ thành 16 pháp niệm hơi thở. Cứ mỗi một đối tượng thân thể, cảm giác, tâm và ý niệm trong tâm trở thành 4 nội dung gắn kết với các hơi thở, trở thành 16. Vipassana tức là minh sát tuệ, là một triển khai rộng từ chánh niệm Phật dạy, có trình tự, có thứ lớp, có bài bản, có thước đo, và ai tu tập đều có thể đạt được cái sự an lạc thảnh thơi cả. Do đó theo chúng tôi, chúng ta nên nếu đi theo đạo Phật Đại Thừa đó, có thể sử dụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Viên Giác làm nền tảng để tu tập thiền chỉ và thiền quán, rất là phù hợp với tứ niệm xứ cũng như là minh sát tuệ. Đã từ lâu hầu như là dòng thiền tại Việt Nam, nhất là thiền Trúc Lâm Yên Tử, có nỗ lực tạo ra một đạo Phật Việt Nam độc lập, nhưng thực ra đó gần như là mô phỏng hết 80-90% dòng thiền của Trung Quốc
nhất là thiền tâm tế. Cái tính độc lập về pháp môn của chúng ta chưa từng được đề cao trong lịch sử của Phật giáo Việt Nam. Đối với các pháp môn khác còn lại cũng thế. Do đó chúng tôi kính đề nghị các vị tăng ni và Phật tử cần phải tiếp nhận lời kinh Phật dạy từ trực tiếp từ những gì Đức Phật để lại trong kinh, không nên bị lệ thuộc qua lăng kính của Trung Quốc quá nhiều. Bởi vì những bài kinh mà họ chọn có thể phù hợp với cái bối cảnh văn hóa Trung Quốc. Thiền tông của Trung Quốc chọn kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật và Bát Nhã Tâm Kinh làm nền tảng, gọn lệ là Bát Nhã Tâm Kinh, gọn lệ là công án, gọn lệ một câu thoại đầu, gọn lệ là một chánh niệm. Tịnh độ tông Trung Quốc gọn lại Nam Mô A Di Đà Phật, và mật tông Trung Quốc gọn lại thì còn Án Ba Đi Bát Di Học. Cái gì càng gọn cái đó càng khó, càng bao hàm nhiều thứ. Do đó định hướng cho một đạo Phật pháp môn tại Việt Nam, chúng tôi kính đề nghị chúng ta chỉ cần phát triển hai pháp môn chính, đó là thiền tông và tịnh độ tông. Tịnh độ tông có lợi thế là đáp ứng cho quảng đại đa số quần chúng, nhất là giới bình dân, phù hợp với các nước thuộc về nền nông nghiệp lúa nước. Đời sống của người dân phải quá bận rộn với cơm áo gạo tiền, chân lấm tay bùn, mà ngồi thiền thì nó lại tạo chất an thần, dễ ngủ gà ngủ gật lắm. Đang khi tu theo pháp môn tịnh độ gồm có bái sám, niệm Phật, kinh hành, vân vân, nó vận động toàn thân, làm cho người ta cảm thấy dễ thích ứng hơn, và trình độ dân trí ở mức độ bình dân dễ dàng tiếp nhận pháp môn niệm Phật hơn. Nhưng phải dựa vào kinh A Di Đà và niệm Phật Ba La Mật để ta có được một pháp môn niệm Phật chuẩn, mang tính nhập thế, năng động, tích cực, mà người tại gia tham dự vào pháp môn đó trở nên tinh tấn Ba La Mật hơn, chứ không phải là từ bỏ hết tất cả mọi thứ sở trường mà họ đang có. Và phát triển một pháp môn thiền định tại Việt Nam, chúng ta có thể phối hợp giữa thiền tứ niệm xứ, thiền minh sát tuệ và thiền chỉ quán. Hai loại thiền đầu đó của Đức Phật lịch sử phổ biến ở trong kinh Tạng Pali và A Hàm Bằng Án Tạng. Loại thiền thứ ba đó phổ biến trong các loại kinh điển đại thừa. Ta nên tổng hợp hai dòng thiền đó, nó vừa chuẩn mực, vừa bài bản, vừa trình tự, dễ dàng thực tập hơn. Công án và thoại đầu đã đáp ứng cho một thiểu số thôi. Nhất là thoại đầu đang đi khuynh hướng từ đó cực đoan, từ bỏ tìm hiểu biết bao gồm các hình thái giáo dục, từ bỏ tùy duyên biết bao gồm các hình thái chánh niệm tỉnh thức, đập thủng thùng sơn đen, tức là để cho ý thức phải chế vế trước cái thói quen nhị nguyên và từ bỏ nó để mặt trời chân tâm thường trú tỏa sáng chiếu soi. Giới bình dân khó có thể đáp ứng được. Đang khi thiền minh sát tuệ, thiền tứ niệm xứ, thiền 16 pháp của niệm hơi thở, thiền chỉ thiền quán, thành phần nào, đối tượng nào, trí thức hay bình dân đều có thể thực tập được, trải nghiệm được, cảm nhận được và đạt được kết quả hiện thời. Vì đó không phát huy một đạo Phật Việt Nam cho người Việt Nam gần như là chúng ta không có những cái nét đặc trưng, và vĩnh viễn chúng ta bị lệ thuộc vào những quốc gia khác. Phật giáo Tây Tạng mặc dầu có điểm xuất phát từ Tây Tạng mà ngày nay gọi là một phần của Trung Quốc, nhưng nó có nét riêng. Trung Quốc phải học Phật học lại từ Tây Tạng. Tây Tạng là một nước nhỏ so với Việt Nam. Đạo Phật vào Tây Tạng sau Việt Nam đến 7-8 thế kỷ, thì chúng ta lại không có những nét riêng, nét mạnh để Trung Quốc có thể tham khảo và học hỏi. Đó là một điều đáng buồn. Vấn đề 2, hệ thống hành chánh của Phật giáo Việt Nam. Quá khứ hành chánh của Phật giáo như thế nào, chúng ta không có dữ liệu để đánh giá và phân tích. Thời cận hiện đại thì có mô hình của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất,
và đã được Giáo hội Phật giáo Việt Nam hiện tại mô phỏng sử dụng cái khung sườn đó gần như 80% ở mức độ hoàn thiện hơn, và thay đổi các danh xưng và khái niệm phù hợp với bối cảnh xã hội trong giai đoạn mới. Hiện tại thì theo quy định của hiến chương đó, giáo hội chúng ta có mô hình gồm hai hội đồng: hội đồng trị sự vận hành các hoạt động Phật sự, hội đồng chứng minh nơi hội tụ của các vị cao tăng hạ lạp 50 năm trở lên và tuổi đời 75 tuổi đã có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam. Dưới đồng chứng minh thì có ban thư ký để làm các công việc duyệt các thông điệp và duyệt những chương trình quan trọng của đồng chỉ sự cũng như là thông qua đó. Dưới hội đồng trị sự thì có 9 ban và 1 viện, bao gồm các ban tăng sự, ban giáo dục tăng ni, ban văn hóa, ban hoằng pháp, ban từ thiện xã hội, vân vân. Đó là một mô hình mà theo chúng tôi là khá hoàn chỉnh về cơ cấu hành chính và đi trước phần lớn các tổ chức Phật giáo trên toàn cầu. Và rất tiếc là trong quá trình ứng dụng suốt 31 năm qua đó, chúng ta chưa phát huy được cái khung sườn mạnh của hành chánh đó. Chúng ta vẫn còn tổ chức theo một cái mô hình đó, là mang tính tượng trưng hơn là đảm trách các vai trò theo thế chủ động mà các ban ngành đó đòi hỏi chúng ta dấn thân với những sáng tạo, khám phá và đóng góp cho giáo hội cũng như đóng góp cho quần chúng. Dưới ta phát huy trên cái khung sườn hành chánh này thì Phật giáo Việt Nam được xem là một mô hình hành chánh đáng tham khảo cho Phật giáo toàn cầu. Do đó chỉ cần bổ sung một số tính năng, ví dụ như hội đồng trị sự của ban thư ký cũng cần thành lập ra những cái ban chuyên môn mang tính là nghiên cứu các khuynh hướng, các chính sách, các chủ trương 5 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, đặt ra những tiêu chí phát triển Phật giáo trong bối cảnh thế kỷ 21 với nhiều thách thức các tôn giáo khác như thế nào, để mỗi năm dân số Phật tử phải tăng trưởng, đạo Phật Việt Nam phải phát triển nhiều hơn và chỗ đứng trong nền tảng bối cảnh trong Việt Nam phải vững chãi hơn. Hầu như chúng ta chưa bàn tâm đến vấn đề này, ta chưa có chính sách, kế hoạch, chiến lược, chiến thuật, và chúng ta để cho đạo Phật phát triển theo một cách thế tự nhiên của nó. Các ban trị sự thường lấy thành quả của các ban đại diện, các ban đại diện thường báo cáo thành quả của các tự viện, các tự viện là hội tụ các đóng góp Phật sự của các tăng ni và Phật tử. Và văn phòng 2, văn phòng 1 thường tập hợp các kết quả Phật sự của các ban trị sự tỉnh thành tại 58 tỉnh trong số 64 tỉnh hiện nay, tính định hướng và những kế hoạch ngắn hạn dài hạn chưa được chúng ta quan tâm đúng đắn. Và như vậy sức mạnh của các ban ngành hiện nay chỉ mang cái thế là tượng trưng thôi, toàn bộ tập quyền cho dân phòng 1, dân phòng 2. Ở các ban dự sự thì ban thường trực đã tập quyền trung ương các cái quyền và các quyết định mang tính hành chính và chủ trương này. 9 ban và 1 viện của chúng ta đã trở nên hình thức, không phát huy được cái mặt sở trường của các đóng góp cần có. Mỗi ban ngành chúng ta ở cấp tỉnh thành có 25 thành viên, ở cấp trung ương có 35 thành viên và có thể được mở rộng số lượng thành viên dự khuyết. Nhưng trên thực tế hoạt động của các ban ngành chưa mạnh. Những ban có hoạt động thực tiễn bao gồm ban tăng sự liên hệ đến là quản trị tự viện, tổ chức các đàn giới, khóa ăn cư giết hạ, sự tu học, bổ nhiệm trụ trì và tổ chức các sinh hoạt tu học. Ban hoằng pháp thì tham gia được các cái hoạt động giảng kinh thuyết pháp, tổ chức lớp giáo lý cho Phật tử tại gia. Ban hướng dẫn Phật tử thì tham gia các hoạt động tổ chức gia đình Phật tử và định hướng sinh hoạt Phật tử theo lứa tuổi và nhóm. Ban từ thiện xã hội đang làm các công tác mang tình thương, lòng tử tế, tinh thần từ bi của đạo Phật đi vào trong các ngõ ngách.
Các bang còn lại hầu như là chưa phát huy được mặt sở trường của mình so với những bang vừa nêu. Vậy đó, trong tương lai ta cần phải triển khai theo khuynh hướng chuyên môn hóa, trình độ hóa, để hiệu quả của các ban ngành nó thật sự được đóng góp cho Phật giáo Việt Nam, chứ không chỉ mang tính cách tượng trưng. Và từ đó nó đòi hỏi đến là các quy định về tử tán, nhiệm kỳ, tính chuyên môn, trình độ, kiến thức và tránh tình trạng kiêm nhiệm. Thì mỗi một người có thể phát huy đúng hết tất cả những sở trường mà mình có, còn với công sức tâm huyết để đóng góp cho Phật Pháp. Và theo mô hình như thế, tôi tin chắc rằng là Phật giáo Việt Nam sẽ phát triển mạnh và trở thành mô hình tham khảo cho các tổ chức hội đồng Phật giáo trên toàn cầu. Vấn đề 3, định hướng về mô hình văn hóa của Phật giáo Việt Nam. Là chúng tôi đã cần có một cái quy chế văn hóa Phật giáo Việt Nam được triển khai ở cấp trung ương, cấp các tỉnh thành, để mang tính cách định hướng và hướng dẫn các hoạt động liên hệ đến kiến trúc, mỹ thuật, văn hóa của các chùa, của các ban trị sự Phật giáo các cấp tỉnh thành. Nhờ đó ta có một sắc thái văn hóa Phật giáo Việt Nam đặc biệt, có nhiều điều để học và tham khảo. Trên tinh thần này, chúng tôi xin đề nghị một số điều sau đây. A. Kiến trúc và mỹ thuật chùa. Khi Phật giáo có mặt ở miền Bắc, Phật giáo miền Bắc đã có một kiến trúc độc lập với Trung Quốc, mặc dầu có nhiều giả thuyết cho rằng là Trung Quốc đã truyền đạo Phật sang Việt Nam, nhưng các học giả mang tính dân tộc tại Việt Nam thì chứng minh ngược lại rằng là đạo Phật vào Việt Nam trước, sau đó truyền sang Trung Quốc, cho vì bị nô lệ bởi Trung Quốc mà các sắc thái của Phật giáo Việt Nam đã bị xóa sổ dần, bị copy dần và bị Trung Quốc hóa dần, đến độ bây giờ chúng ta không còn các dữ liệu để chứng minh việc đó, để trở về nguồn những gì mà chúng ta đã có, đã đóng góp và có một chỗ đứng độc lập trong lịch sử về văn hóa tại khu vực. Mỹ thuật Phật giáo tại miền Bắc có nét đặc trưng riêng so với Trung Quốc. Bố cục của các chùa Trung Quốc cũng khác hoàn toàn với bố cục của các chùa tại miền Bắc, mặc dù chia sẻ cùng một biên giới, và nét đặc trưng ở đây được duy trì. Mà khi Phật giáo vào miền Trung, miền Nam thì cái tính đặc thù đó nó bị giảm dần, nhẹ dần, mất gốc dần. Các ngôi chùa Việt Nam trong thời cận hiện đại, từ thế kỷ thứ 17 cho đến thế kỷ 20, hầu như đi theo khuynh hướng tạp hóa và lệ thuộc rất nhiều vào cái vị trụ trì vốn thích cái phong cách kiến trúc mỹ thuật của các ngôi chùa ở hải ngoại mà mình đã từng có thời gian đi du học hay là tham khảo. Cho nên các ngôi chùa lớn của Việt Nam ngày nay đó, có chùa thì copy hoặc là nhập cảng nguyên si cái mô hình của Trung Quốc khoảng 80%, có chùa thì mô phỏng theo mô hình của Đài Loan 70-80%, có chùa thì mô phỏng theo mô hình của Tây Tạng 10%, có chùa thì dựa vào mô hình của Nhật Bản, của chùa Tiên 10%. Gần như là chúng ta ít tạo ra các ngôi chùa mang sắc thái kiến trúc mỹ thuật của Việt Nam trên nền tảng kiến trúc mỹ thuật Việt Nam để tạo ra một nét riêng. Đó là một điều rất đáng tiếc. Do vậy sau này khi có du học, nghiên cứu các mô hình ở hải ngoại, đừng nên bị lệ thuộc. Nghiên cứu để tham khảo và để tìm ra nét đặc trưng tại sao phải như thế. Không phải vì khuếch trương cái tính cách phân biệt đối xử giữa đạo Phật quốc gia này quốc gia nọ. Chúng ta phải hiểu tâm lý con người có những dị ứng văn hóa, cái gì khác với văn hóa bản địa đó, chúng ta có khuynh hướng đẩy ra bên ngoài hoặc khoanh dùng nó, có giống cơ thể có một hệ thống kháng thể đẩy ra ngoài các vật lạ được xâm nhập vào trong cơ thể. Nếu không làm như thế,
Phật giáo thế giới sẽ khó có điều kiện để tham khảo học hỏi được cái gì đó mang tính đặc thù, đặc sắc của Phật giáo Việt Nam. Hiện tại các ngôi chùa của Phật giáo Bắc Tông gần như là 90% vẫn còn sử dụng biển chùa chữ Hán, câu đối chữ Hán, và làm cho người nước ngoài có cảm giác khi vào các chùa đó là đang du hành các chùa Trung Quốc tại Việt Nam, chứ không phải là đang tham quan một ngôi chùa Việt Nam, chùa cổ, chùa trung đại, chùa cận đại hay là chùa hiện đại. Đó là một điều rất đáng buồn. Không có một ngôi chùa nào tại Tây Tạng mang dấp dáng Trung Quốc, không có ngôi chùa Trung Quốc nào tại Trung Quốc mang dấp dáng Nhật Bản, không có chùa Nhật Bản nào tại Nhật Bản mang dấp dáng của Tây Tạng và Miến Điện. Đang khi tìm các ngôi chùa có mô hình độc lập Việt Nam tại Việt Nam là rất khó. Theo chúng tôi, nó phát xuất từ cái tâm lý nhược tiểu và bị nô dịch văn hóa trong lịch sử. Tâm lý nhược tiểu đó làm cho chúng ta có cảm giác gọi là xịn, là chưa hẳn thế. Và do vậy dần dà trong bối cảnh hiện đại, các ngôi chùa Việt Nam với kiến trúc và mỹ thuật Việt Nam bị ảnh hưởng từ Trung Quốc và nước ngoài, dần dà xa lại với bản sắc văn hóa của người Việt Nam và con người Việt Nam. Nếu ta không có các quy chế để định hướng nền tảng văn hóa này, dần dà Đạo Phật Việt Nam sẽ mất gốc. Và đây là một lời cảnh báo. Về trang phục của Phật giáo Việt Nam, chúng ta bị ảnh hưởng Trung Quốc đến 80%. Y hậu mà người Việt Nam đang mặc mô phỏng từ Trung Quốc. Các áo cà sa của người Việt Nam đang mặc là mô phỏng từ Trung Quốc. Riêng chiếc áo Nhật Bình là của Việt Nam 100%. Rất tiếc là quy định hiện nay của nội quy tăng sự, áo Nhật Bình dành cho các chú sa di, các sa di ni tức somana ni và tỳ kheo ni mới xuất gia hoặc là mới thọ giới lớn. Còn áo tràng, áo hậu có nguồn gốc từ Trung Quốc thì dành cho các vị tăng sĩ đã thọ giới tỳ kheo lâu năm và tỳ kheo ni lâu năm. Đó là một điều rất đáng buồn. Cái truyền thống đặc sắc của chúng ta thì trở thành là dành cho người mới xuất gia, còn cái vai mượn thì dành cho thành phần lãnh đạo cao của giáo hội. Còn gì buồn cho bằng. Và khi ra hải ngoại tham dự các sinh hoạt Phật giáo quốc tế, các hội thảo Phật giáo quốc tế, các lễ hội văn hóa Phật giáo quốc tế, Phật giáo Việt Nam bị hút và bị đồng hóa bởi Phật giáo Trung Quốc. Đằng khi các nước Phật giáo đại thừa như là Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ có nét riêng đặc sắc của họ mà Trung Quốc chưa chắc đã hơn được. Chỉ có Việt Nam chúng ta bị hòa nhập với Trung Quốc là một thôi. Vậy nên chúng tôi kính đề nghị các sư cô cứ phát huy chiếc áo Nhật Bình và mạnh dạn bỏ dần cái trích khăn vốn mang gốc rễ văn hóa của Kitô giáo, của các ma sơ. Thế nó không phải là văn hóa Việt Nam. Ở miền Bắc chúng ta có cái loại chích khăn rất là dễ thương mà người miền Bắc đã sử dụng hàng nghìn năm. Bây giờ làng Mai sử dụng mô hình chích khăn của miền Bắc, rất là dân tộc, rất là đạo Phật. Tại miền Nam thì chúng ta lại lấy cái kiểu chích khăn ma sơn. Phật giáo mình phong phú, mình phải vay mượn làm cái gì. Cho nên chúng ta quay trở về nguồn để tạo ra một nét riêng. Hoặc là chúng ta sử dụng chiếc nón lá, nó được xem là biểu tượng văn hóa của Việt Nam ở hải ngoại. Hệ phái khắc sĩ tại Việt Nam đã sử dụng chiếc áo dài Việt Nam, bỏ đi cái phần nhắn bên, tạo ra một nét riêng. Và phân định người tập sự, người mới tu với người đã thọ giới ở chỗ người thọ giới thì mặc màu vàng, người tập sự và mới đi tu mặc áo màu lam. Nó có một cái gì đó rất hay. Đó là những sắc thái riêng của Phật giáo Việt Nam. Trung Quốc có dài dép riêng cho người tu,
Nhật Bản có vài dép riêng cho người tu, Triều Tiên, Tây Tạng cũng thế, riêng Việt Nam là chẳng có một cái phong cách gì riêng. 10.000 tăng ni là 10.000 bộ dép khác nhau. Cái ra màu của áo quần chúng ta mặc cũng khác nhau. Do đó một mặt có thể sự phong phú, một mặt khác nó thể hiện cái sự yếu kém về tổ chức, mang tính thống nhất và thể hiện tính đặc thù. Do đó cần phải mạnh dạn thay đổi. Các chùa cần phải truyền bá văn hóa Việt Nam, lấy dữ liệu Việt Nam làm nền tảng cho người Việt Nam. Tượng Phật, Bồ Tát, A-la-hán phải làm theo văn hóa Việt Nam. Chúng ta thấy tượng Đức Phật A-di-đà, cái da giống như phụ nữ theo mô hình của Trung Quốc, mập, to. Đang khi Đức Phật á, được mô tả trong kinh Đại Thừa và Bali có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, mà một trong những tướng tốt đó là cơ thể của Ngài có hình chữ V, ngực vạm vỡ, vòng eo nhỏ. Còn tượng nào của Trung Quốc đều mập hết trơn, tại vì quan niệm văn hóa Trung Quốc là thế. Người Trung Quốc mắc một mí, người Việt Nam mắc hai mí, tượng Trung Quốc mắc một mí, tượng Việt Nam phải hai mí. Bây giờ 90+% các tượng của Trung Quốc đang lưu hành ở Việt Nam và được thờ trong các chùa Việt Nam, chúng ta không thấy sắc thái gì đi của Việt Nam. Đang khi vào các chùa Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng, Mông Cổ, tượng của họ có sắc thái riêng mà, chứ phải giống như Việt Nam của chúng ta. Là vì chúng ta lệ thuộc mỹ thuật của Trung Quốc quá nhiều đi, đến độ chúng ta không tin tưởng vào khả năng sáng tạo của mình nữa. Tượng Quan Thế Âm là một người nam, khi sang Trung Quốc vay mượn văn hóa mẫu hệ đổi thành thân người nữ, lúc đầu bị dị ứng, bị phản đối, dần dà rồi quen và người ta thờ như là một biểu tượng của Đức Mẹ Từ Bi. Tượng Quan Thế Âm tại Ấn Độ có râu quai nón, thân thể của Ngài có hình chữ V, và Đức Phật cấm các tu sĩ không được trang sức phẩm, không được màu mè. Nhưng mà tượng Trung Quốc tượng nào cũng có các trang phục mang tính cung đình, các trang sức phẩm mang tính cung đình của vua chúa để tạo sự trang trọng quý phái, chứ không phải là chiếc áo bán hạp để mang tính thích ứng với nền văn hóa của Trung Quốc. Nếu không làm thế thì đạo Nho sẽ tấn công đạo Phật tại quốc gia này. Tìm hiểu về cái gốc rễ của cái việc thay hình đổi dạng các biểu tượng về tượng của Trung Quốc, chúng ta cần phải học để tham khảo và tạo ra cái sắc thái đặc thù cho Phật giáo Việt Nam. Tương tự, khi đạo Phật phát triển ở châu Phi, tượng mà làm Đức Phật là da trắng là thua rồi, phải làm Đức Phật da đen, răng trắng buốt, thế mà thích hợp với cái dân hóa bản địa thôi. Tượng Phật của Thái Lan nào cũng đội cái mũ của vua chúa cao nhọn hót, mà nếu không làm thế người ta không xem đó là Phật được, nó ảnh hưởng của dân hóa bản địa. Do đó các nghệ nhân Việt Nam phải mạnh dạn thay đổi, sáng tạo, sáng kiến để tạo ra các tượng cho người Việt Nam thích hợp với văn hóa Việt Nam. Và do vậy chúng ta phải mạnh dạn tẩy chay các tượng của Trung Quốc và sử dụng các tượng Việt Nam. Lúc đầu thì nó chưa quen, về lâu về dài nó trở thành một cái phong cách mà khi du khách nước ngoài có mặt tại Việt Nam, họ sẽ có nhiều thứ để tham khảo, học hỏi và truyền bá. Vấn đề 4, nghi thức tụng niệm thuần Việt. Đây là niềm mơ ước của quảng đại tăng ni và đa số quần chúng Phật tử trong gần 100 năm qua. Các nỗ lực cá nhân, các nỗ lực của các tự viện và của một số giáo phái Phật giáo tại ba miền Bắc, Trung và Nam trong vòng mấy chục năm qua đã tạo cơ hội cho ra đời vài chục nghi thức tụng niệm. Một số thuần Việt được 50%, một số được 70%, một số 100%. Nhưng
Giáo hội chúng ta qua ba nghi lễ vẫn chưa có những hội thảo để chọn lựa các bản dịch nào thích hợp nhất, gần gũi với bản gốc nhất và được ba miền chấp nhận nhất để làm cái tụng bản chung cho các hệ phái tại Việt Nam trong các cái khóa lễ chung để tạo ra tính thống nhất, như là Phật giáo Nam Tông trên toàn cầu từ xưa đến nay và Phật giáo Trung Quốc khắp nơi tại các cộng đồng Trung Quốc trong nước cũng như là nước ngoài. Đó là một nhu cầu rất lớn, nhưng rất tiếc giáo hội chúng ta chưa bận tâm chỉ đạo sát sao đúng mức để chúng ta có được một nghi thức thống nhất đạo. Các ấn bản nghi thức thuần việt của các chùa và các cá nhân cũng đã tuần tự được ra đời, được tái bản, nhưng mà giáo hội vẫn chưa đánh giá những bản đó để chọn lại những dịch bản nào có thể được sử dụng là thành đọc bản chung. Công việc đó là công việc của những người chuyên môn có tinh thần độc lập, phản ánh được cái nhu cầu và cái tha thiết để tạo ra một sắc thái riêng cho Phật giáo Việt Nam. Từ thời kỳ Pháp thuộc vào thế kỷ thứ 17 trở đi, quốc ngữ của Việt Nam từ chữ Hán và từ tiếng Nôm đã bắt đầu được Latin hóa, và bây giờ chúng ta sử dụng Việt ngữ Latin hóa như là một cái ấn bản cố định nè. Muốn thay thế khác hơn cũng không được, muốn quay về với lịch sử cổ xưa cũng không được. Và do vậy các nghi thức tụng này của chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng âm Hán Việt, trở nên xa lạ với quảng đại đa số quần chúng Việt Nam. Khi đọc kinh bằng âm Hán Việt, do không có kiến thức về chữ Hán, phần lớn không hiểu, không hiểu dẫn đến mê tín, mê tín dẫn đến cầu phước báo và biến Đức Phật trở thành Thượng Đế, các Bồ Tát trở thành các thần linh. Và do vậy một đạo Phật cao siêu, thực tiễn, có giá trị siêu về thời gian, đóng góp nhiều cho mọi thành phần trình độ trong xã hội, lại trở thành co cụm ở trong không gian của các chùa, và phần lớn giới trẻ, giới trí thức quay lưng với đạo Phật vì không hiểu được các chữ Hán như một rào cản. Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại hải ngoại, ở Hoa Kỳ, Canada, châu Úc, châu Âu và châu Phi đang đối diện trước các khủng hoảng ngôn ngữ kinh điển được sử dụng trong các nghi thức. Ở trong nước, người ta đã quên dần âm Hán Việt, các kinh điển Hán Việt đọc không hiểu gì. Thì ở hải ngoại, thế hệ 1.5 và thế hệ thứ 2 sinh ra và lớn lên tại các nước được định cư mới sẽ không thể nào hiểu được nghĩa của các khái niệm Hán Việt. Hiếu kính với cha mẹ, chiều lòng cha mẹ nhiều nhất là 2-3 lần là thấy ngán, không dám đi chùa nữa, đi không hiểu. Trong vấn đề giáo dục của phương Tây khích lệ đặt vấn đề sử dụng trí thức rất phù hợp với đạo Phật gốc, nhưng lại không được các thầy các sư cô mình tận dụng triệt để, và do đó giới trẻ ngày càng quay lưng với đạo Phật ở hải ngoại. Trong vòng 30 năm tới, khi thế hệ của các thầy các sư cô đi vượt biên qua đời, thế hệ kế thừa mới tiếp nhận vai trò chủ trì, mà nếu không biết ngôn ngữ bản địa thì trong vòng mấy chục năm đạo Phật Việt Nam ở ngoài sẽ bị mất gốc, chùa sẽ rơi vào cái khủng hoảng lớn, không có người kế thừa, không có người đi. Và do vì không có người đi, những chùa nào đang phải trả nợ theo một cái hợp đồng tài chính với các ngân hàng 30 năm sẽ phải có cơ hội bị giải thể do không có tiền để trả nợ ngân hàng. Điều đó đã từng xảy ra với đạo Phật Trung Quốc và đạo Phật Nhật Bản tại bang Hawaii, nơi mà đạo Phật có mặt tại đây đã trên dưới 200 năm. Đến bây giờ thì các cái ngôi tự viện nó phải bán dần cho những người Mỹ, cho các tổ chức tôn giáo bản địa, vì giới trẻ của Trung Quốc và Nhật Bản đã ít đi chùa, do vậy đi không còn sức thu hút nữa. Do đó chúng tôi rất kính mong mà các vị chủ trì các tự viện phải có ý thức bảo tồn văn hóa dân tộc, ý thức đề cao văn hóa Phật giáo Việt Nam, mạnh dạn thay đổi các nghi thức tụng niệm âm Hán Việt trở thành thuần Việt. Nếu không như thế, đạo Phật Việt Nam sẽ mất dần chỗ đứng tại Việt Nam.
Năm 1960, Đạo Phật tại Việt Nam có dân số trung bình 85%. Đến năm 2012, dân số theo thống kê chúng ta chỉ còn lại 49%. Trong vòng 50 năm như thế, mức độ giảm thiểu tín đồ gần như là 42%, là một con số báo động đỏ chưa từng có trong lịch sử của Phật giáo. Chúng ta không thể không quan tâm. Nếu cái đà này tiếp tục diễn ra, chúng tôi dự đoán 30 năm sau, đến năm 2042, Phật giáo Việt Nam chỉ còn lại tối đa là 20% dân số thôi. Nếu chúng ta vẫn tiếp tục bảo thủ và giữ ngôn ngữ Chí Hán làm nền tảng, không có nét văn hóa riêng cho Phật giáo Việt Nam, không có những cải cách cho pháp môn Phật giáo Việt Nam, không có làm quay trở về gốc với Đạo Phật gốc, thì dần dà chúng ta đã tạo cơ hội thuận lợi cho Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Hồi giáo có được cơ hội biến Việt Nam trở thành một mảnh đất tâm linh mới. Mặc dầu về triết học, về đạo đức, các tôn giáo vừa đều không thể sánh bì được với cái sở trường của Đạo Phật. Nhưng mà vì kinh điển của họ được dịch ra các ngôn ngữ bản địa, các phương ngữ, các ngôn ngữ dân tộc. Còn trong khi đó chúng ta tự hào hãnh diện mình nền triết lý, chúng ta không nỗ lực làm cái gì hết cho người dân tộc thiểu số, cho ngôn ngữ bản địa, dân già chúng ta bị mắc dặt. Đó là một quy luật thôi. Dĩ nhiên nó có những khó khăn để thay đổi. Có nhiều chùa nghĩ rằng tôi đã thuộc kinh chữ Hán, lên phải cầm cái bản thuần Việt, lúc đó không có linh, không có cảm thấy uy với các Phật tử, hãy bỏ qua những cái quan niệm đó. Hoặc có một trở ngại khác, bây giờ phải bỏ tiền ra mua các nghi thức mới, đang kia nghi thức mình vẫn còn tốt, đang sử dụng, mua làm gì? Hiện tại có rất nhiều chùa làm công tác ấn tông. Chỉ cần có nhu cầu, có tấm lòng tìm kiếm, các nghi thức tụng niệm thuần Việt sẽ được phát biểu không, ta hỏi phải tốn tiền. Chùa Giác Ngộ là một trong những nơi như thế. Quý vị có thể liên lạc với chùa Giác Ngộ để nhận các nghi thức thuần Việt ấn tống miễn phí. Nếu mạnh dạn hơn, chúng ta cũng nên cải tiến nội dung của các nghi thức đang có ở Việt Nam, vốn đặc nặng và chịu ảnh hưởng bởi Phật giáo Trung Quốc. Phân tích một cách khách quan về nội dung của các nghi thức này, để chúng ta phải thừa nhận trong số 300.000 bài kinh dài vừa và ngắn được Đức Phật dạy trong 49 năm, Phật giáo Trung Quốc chỉ tiếp nhận khoảng 10 bài kinh thôi. Và đối tượng được quy định cụ thể cho người bị bệnh gồm có kinh Du, kinh Phổ Môn, kinh Dược Sư. Cho người già thì có hai bản kinh tương tự. Cho người chết thì có kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Du Lan. Cho người có tội thì có các nghi thức sám hối. Như vậy, hầu như đối tượng mà chúng ta quan tâm là già, bệnh, chết, có tội. Đang khi hàng ngàn, hai chục ngàn các bài kinh Đức Phật dạy cho mọi thành phần, kinh Hiền Nhân dạy về nghệ thuật tề giam, trị quốc, bình thiên hạ, kinh Thiện Sinh dạy về các tương quan gia đình, tương quan xã hội, tương quan chính trị, tương quan tôn giáo, kinh Phước Đức dạy cho mọi thành phần, kinh Vô Ngã, kinh Tứ Diệu Đế dạy về nghệ thuật xây dựng một thế giới quan, nhân sinh quan chuẩn để được hạnh phúc, giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Thì hầu như trong các nghi thức tụng niệm, các Phật tử và tăng ni hoàn toàn không biết đến. Đó là một sự lỗ lã. Lý do là vì chúng ta lệ thuộc vào nhập cảng nguyên si các nghi thức của Trung Quốc. Ngày nay nhờ các công trình phiên dịch kinh điển Pali của Hòa Thượng Thích Minh Châu ra tiếng Việt, toàn bộ phần kinh tạng Pali bao gồm Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh đã được thuần Việt hóa trong vòng mấy chục năm qua. Và chúng tôi là người biên tập đầu tiên các kinh này dưới dạng trang web vào năm 2000, phổ biến miễn phí. Và vào năm 2004 trở đi cũng đã âm thanh hóa dưới dạng MP3, phổ biến miễn phí trên trang web tusachphathoc.com. Đó là những cái hỗ trợ rất tích cực, và chúng ta không phải tốn tiền mà vẫn sở hữu được đại tạng kinh dưới dạng văn bản và đại tạng kinh dưới dạng âm thanh. Và âm thanh thì hữu dụng cho tại gia hơn. Đang làm việc
đang vệ sinh cá nhân, đang ăn uống, ta vẫn có thể nghe kinh. Đang khi đọc kinh ta phải ngừng hết tất cả các sinh hoạt dân sự và xã hội khác. Đang chạy xe ta vẫn có thể nghe kinh được. Các kinh điển đại thừa cũng được chùa Giác Ngộ thực hiện trong nhiều năm qua dưới dạng trang web và âm thanh hóa. Do đó các chùa nên sử dụng thêm các bản kinh của Đức Phật dạy để nội dung kinh trở nên phong phú hơn. Nếu trong y khoa không thể có khái niệm trị bá bệnh, dầu có được quảng cáo và cường điệu, thì trong tâm linh cũng không thể có bài kinh nào trị bá bệnh chúng sinh. Phải nhớ nằm lòng câu này. Có đôi lúc để trị bệnh sanh, Đức Phật phải nói đến 5-6 bài kinh khác nhau mới hiệu quả. Có khi trị bệnh tham, Đức Phật nói đến vài chục bài kinh. Có khi trị bệnh si mê, Đức Phật phải nói kinh Tứ Diệu Đế, Chánh Kiến, Bát Chánh Đạo, rồi Chánh Tư Duy, hoặc là những bài kinh Như Lý Tắc Ý. Chứ không phải đơn giản một bài kinh mà có thể giải quyết hết các loại phiền não, nỗi khổ, niềm đau, trở ngại, vân vân. Do vậy tăng ni và Phật tử đọc càng nhiều kinh chừng nào là càng tốt chừng đó. Cũng giống như ăn uống, ăn nhiều loại thực phẩm là nó đủ các tố chất hơn là ăn một thứ. Suốt đời nó dư thứ này nhưng mà nó thiếu những thứ khác. Sức khỏe tâm linh cũng vậy. Cũng giống như một võ sư thuộc vài chục bài quyền thì mới có thể ứng biến thành các bài quyền khác trong tình huống thực tế. Các nghi thức của Trung Quốc thì quá nghèo nàn, chỉ có vài bài kinh được lặp đi lặp lại trong suốt đời tu mấy chục năm. Bỏ các bài kinh đó ra, nếu không đến các trường Phật học thì hầu như tăng ni có một kiến thức Phật pháp rất giới hạn. Các Phật tử trở nên mù chữ Phật pháp nữa là khác. Vì kinh chỉ có vài bài đáp ứng cho già, bệnh, chết, có tội. Già bằng chữ Hán làm sao mà hiểu được. Đây chúng tôi phương pháp đó là có vấn đề, ta phải mạnh dạn thừa nhận để cải tiến đó. Quyển Kinh Tụng Hằng Ngày do chúng tôi biên soạn ấn hành đầu tiên vào năm 94, cách đây 18 năm, được tái bản 10 lần, gồm có 49 bài kinh từ hai truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, trình bày theo từ thấp đến cao, 36 bài kinh dành cho Phật tử tại gia, 13 bài kinh còn lại là dành cho hai đối tượng tại gia và xuất gia. Tôi tin chắc rằng là việc đọc cái quyển kinh đó, chúng ta sẽ thấy được cái tính toàn diện trí tuệ của Đức Phật về mọi vấn đề, từ chính trị, văn hóa, giáo dục, tôn giáo, xã hội, dân sự, từ các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới. Không có cái gì mà Đức Phật không đề cập đến. Phải đọc những bài kinh như vậy, chúng ta mới thấy được sự màu nhiệm của Phật pháp. Do đó đừng nghe theo những câu nói muốn chuyên tu là phải chỉ đọc kinh A Di Đà, niệm danh hiệu Phật A Di Đà, còn đọc thêm các bản kinh khác là tạp tu. Cái đó là nói trái 100% với lời Phật dạy. Chúng tôi cam kết với vị như thế. Và trong kinh Đức Phật đã nhiều lần lặp đi lặp lại: bác học đa văn, tức học giọng hiểu nhiều về Phật pháp và nội ngoại điển, là một trong các tài sản của bậc thánh. Ý Đức Phật nói là nếu không có cái đó, chúng ta khó có thể mở được trí tuệ. Và không có trí tuệ thì không thể nào mơ tưởng thành Phật thành thánh được. Và vai trò của Đức Phật trong lịch sử là xóa nạn mù chữ, xóa mù chữ về tâm linh, xóa mù chữ về đạo đức, xóa mù chữ về bất công xã hội, xóa mù chữ về định mệnh, xóa bạc ăn bài, xóa tất cả các hình thái mù chữ có gốc rễ từ vô minh để phát huy trí tuệ. Và Ngài khẳng định trí tuệ là sự nghiệp. Sự nghiệp thế gian, sự nghiệp xuất thế gian đều phải do trí tuệ lãnh đạo cả. Phát huy được phương diện tích cực này thì đạo Phật phát triển rất mạnh. Rất tiếc trong lịch sử phát triển Phật giáo, nhiều nơi đã ngộ nhận rằng học là sai với lời Phật dạy, cho nên chủ trương chuyên tu. Đang khi học không lên đến chốn thì chuyên tu chỉ đi lòng vòng thôi, không đi theo chiều sâu được, không đạt được mục đích được. Giống như không có tấm băng đồ, càng đi càng lòng vòng, càng đi càng lạc ra. Nắm và sở hữu tấm băng đồ trong tay
dầu có đi xuất phát chậm, ta vẫn đến đích điểm sớm và an toàn. Và ta may mắn được Đức Phật công bố chân lý không tác quyền, không giấu giếm, cho nên để lại cho chúng ta một gia tài tâm linh đồ sộ quý giá. Và do vậy chúng ta chỉ cần tu học theo kinh điển Phật dạy thôi, chúng ta trở thành những người rất thông thái, rất an lạc, rất hạnh phúc, rất bình an, phát triển vào mọi phương diện, bao gồm sáng kiến, sáng tạo, phát minh, khám phá và khoa học. Do đó quý Phật tử cần phải học ở nhiều chùa, tư vấn Phật pháp với nhiều thầy, đừng nên giới hạn mình trong một ngôi chùa. Đức Phật Thích Ca trong cái đây là giới thiệu đệ tử của ngài cho Phật A Di Đà, đó là tinh thần rộng mở của đạo Phật, không sợ mất đệ tử, và muốn đệ tử của mình đã học được nhiều tinh hoa Phật pháp từ các vị tâm linh khác. Tại vì đạo Phật chủ trương trí tuệ mà. Và Đức Phật nói không có bí kíp tâm linh, không có mật pháp được giấu giếm. Những gì mà ngài dạy đó giống như là những chiếc lá trong tay so với lá trong rừng. Lá trong tay một khái niệm chỉ cho tính thực tiễn, tính chọn lọc, tính giá trị, mà hễ ai thực hành theo, ngay lúc thực hành là có an lạc rồi, và tính an lạc đó có thể tồn tại ở nhiều kiếp sau nữa. Đó là thứ đó chân lý. Ngài không giấu giếm, không có quyền bí trong đạo Phật. Đó là cái tinh thần vô ngã tuyệt đối của Đức Phật. Bây giờ khi ta phát minh cái gì đó, ta công bố tác quyền, bán tác quyền, sở hữu tác quyền và làm giàu nhờ tác quyền. Ai phát minh một phần mềm nổi tiếng có thể trở thành tỷ phú ở phương Tây là nhờ vào cái luật tác quyền này. Còn Đức Phật là công bố chân lý phi tác quyền. Và ngài nói bằng cái câu nói rất là triết lý: 49 năm thuyết pháp ta chưa từng nói một lời nào. Ở đây ngài không phải là phủ định tính trách nhiệm về chân lý và đạo đức mà ngài đã công bố, mà ngài không muốn xem ngài là tác giả của chân lý. Vì chân lý là quy luật, mà quy luật là không ai sanh ra nó. Nó như thế là như thế, Phật quá khứ cũng nói vậy, Phật hiện tại cũng nói thế, Phật tương lai cũng không thể nói khác hơn. Cho nên ngài mô tả cái chức năng của ngài đó là tìm thấy được tòa lâu đài chân lý, vẽ là tấm bản đồ, công bố miễn phí cho chúng ta cùng đi, và ai đi người đó đều đạt được cái tòa lâu đài giải thoát đó. Nói một cách khác, tòa lâu đài không phải là kết quả của con đường đi. Mặc dù không có con đường đi thì ta không đến được tòa lâu đài. Chân lý là muôn đề, chân lý là của chung thôi. Tinh thần vô ngã của Đức Phật về tuyên bố chân lý đó là một bài học rất đáng tôn kính. Chẳng có lý do gì mà ta tự giới hạn tri thức và trí tuệ của mình trong một vài bài kinh. Nếu một vài bài kinh mà gọi là chuyên tu là đủ đó, có lẽ Đức Phật đã chẳng phải nhọc nhằn suốt 49 năm thuyết giảng 300.000 pháp hội. Trước khi Tết còn nói bài kinh Đại Bát Niết Bàn 1.000 trang, sau đó còn nói tinh hoa Phật pháp qua kinh Di Giáo, rồi mới trút hơi thở cuối đời. Hiếm tìm thấy một bậc đạo sư nào năng động như thế, vô ngã như thế, cống hiến như thế và phụng sự như thế. Con nhà nông không giống lông cũng giống cánh, ta phải học theo Đức Phật. Trong khi đó các pháp môn tại Trung Quốc là giới hạn kinh. Toàn bộ thiền tông được rút lại trong công án và thoại đọc, gọn lại nữa là chánh niệm. Toàn bộ tịnh độ tông rút lại trong 6 âm tiết Nam Mô A Di Đà Phật. Toàn bộ mật tông được rút lại trong 6 chữ Án Ma Ni Bát Di Học. Khi đó tưởng chừng như hay, thì theo chúng tôi đó chỉ là một cái lăng kính để nhìn để bầu trời bao la của Phật pháp, mà là một lăng kính nó có cảm giác cho chúng ta nhìn thấy là nó cụ thể hơn, ấn tượng hơn, nhưng mà rất giới hạn. Trong đó cái bầu trời ba la này ta mở to đôi mắt ra, ta có thể nhìn được nhiều thứ hơn. Bây giờ nhìn vào ống nhòm thì chúng ta lại quên hết tất cả những thứ khác. Đó là cái giới hạn của pháp môn. Pháp môn quan trọng nhất, đóng góp to lớn nhất cho lịch sử tư tưởng nhân loại là Tứ Diệu Đế. Không có pháp môn nào sâu sắc hơn, trọn vẹn hơn, toàn triệt hơn Tứ Diệu Đế. Ở trong kinh Đức Phật nói, bỏ Tứ Diệu Đế không có con đường giải thoát,
Bỏ tứ diệu đế không có thánh nhân đích thực, bỏ tứ diệu đế không có chân tu, bỏ tứ diệu đế không có giác ngộ. Thiền tông là một phần rất nhỏ của chánh niệm, mà chánh niệm là một phần của bát chánh đạo. Tịnh độ tông, mật tông là phần nhỏ của chánh niệm, và chánh niệm như đã nói là một phần của bát chánh đạo thôi. Mà bát chánh đạo chỉ là một phần của tứ diệu đế. Bỏ qua cái việc truy tìm nguyên nhân của khổ đau, ta không thể chuyển qua khổ đau. Nhưng các pháp môn đó, đi tắt nó có vẻ hấp dẫn, nhưng mà trên thực tế khi thực tập và trải nghiệm đó, nó sẽ không toàn triệt được. Y khoa phương Tây đó thì ít khi điều trị toàn triệt. Trị bệnh gan có thể qua thận, trị bệnh thận có thể ảnh hưởng bao tử, hết bệnh này sang bệnh khác. Trị bệnh theo phương pháp Đông Y cổ truyền là toàn diện, nếu không hết bệnh gan thì cũng không hại thận và bao tử, và ngược lại. Pháp môn tứ diệu đế là thế. Thừa nhận bế tắc để có bản lĩnh hơn, sáng suốt hơn, chịu đựng hơn. Truy tìm nguyên nhân để kết liễu khổ đau. Tin tưởng vào niết bàn hạnh phúc để không phải chán chường thất vọng, bi quan yếm thế. Và thực tập bát chánh đạo để chúng ta có nhận thức sáng suốt, đạo đức chuẩn mực, và thực tập chuyển hóa để chúng ta có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực. Do đó theo chúng tôi, chúng ta cần phải quay trở về với tứ diệu đế để thực tập đạo Phật một cách trọn vẹn hơn, đầy đủ hơn. Chúng tôi không dám nói đúng và sai, mà chỉ nói là giữa Đức Phật và các tổ, Đức Phật vẫn chuẩn mực hơn nhiều. Không ai có thể bằng Phật được. Phải tôn kính Phật tuyệt đối đó, để không cần phải tạo ra thêm pháp môn. Có pháp môn nào hơn được tứ diệu đế đâu. Gọi là pháp môn A, pháp môn B, pháp môn C, 10 tông của Trung Quốc, 14 tông của Nhật Bản, 20 trường phái của Phật giáo Ấn Độ, chẳng qua cũng là triển khai một phần nhỏ tứ diệu đế là hết. Và đó quay trở về với đạo Phật gốc, ta sẽ có một đạo Phật Việt Nam có bản sắc riêng và đóng góp cho con người Việt Nam có hiệu quả cao hơn. Thì nói tóm lại, lời nghĩ của chúng tôi chủ yếu là mong cho chúng ta có một tinh thần độc lập, có tinh thần sáng tạo, có cái mạnh dạng để góp phần tạo ra một đạo Phật Việt Nam mà Phật giáo thế giới có thể tham khảo và học hỏi được. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật Ngày Nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật Ngày Nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838 394 121, 0838 335 914, 0937693196, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphanthoc.com.